sản xuất thương mại gỗ Phúc An. Cái gỗ màu đẹp chưa? Kệ sách, kệ sách. Kệ sách. Đây nè. Kệ sách. Ngon lành chưa? Màu đẹp tuyệt vời luôn. Nhân mít phóng dưa. Cái đấy bắn thẳng à? Nhưng đinh của anh không có mũ như đinh này. Những sản phẩm đầu tiên của công ty sản xuất thương mại gỗ Phúc An. Đây là kệ sách. Kệ sách. Cùng bắn hơi, bắn đinh luôn. Bắn phát được. Kệ sách, những đơn hàng đầu tiên. Tạch tạch.